Bộ Chính phủ đã ký quyết định về việc thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu lần thứ 5. Ủy ban này có nhiệm vụ chỉ đạo và điều phối các bộ ngành và các địa phương trong các lĩnh vực công tác có liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN 5 tại Hà Nội vào năm 2004. Ủy ban Quốc gia về ASEAN 5 do Phó Thủ tướng Vũ Khoan làm Chủ tịch, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Sinh Nhiên làm Phó Chủ tịch và 13 thành viên là lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ủy ban Quốc gia về ASEAN 5 gồm 4 tiểu ban nội dung do Bộ Ngoại giao chủ trì, tiểu ban vật chất và hậu cần do Văn phòng Chính phủ chủ trì, tiểu ban an ninh do Bộ Công an chủ trì, tiểu ban tuyên truyền do Bộ Văn hóa Thông tin chủ trì. Bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia về ASEAN 5 là Ban Thư ký ASEAN 5 đặt tại Bộ Ngoại giao. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã khai mạc hội nghị hội viên và chương trình tập huấn phát triển kỹ năng xúc tiến thương mại tổng hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bán hàng khuyến mãi, quảng cáo và quan hệ công chúng. Hội nghị đã nghe báo cáo về dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc và hiệp thương cử đại biểu khu vực phía Nam tham dự đại hội. Hội nghị cũng xác định 6 nhóm giải pháp căn bản cho các doanh nghiệp là tích cực góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho sự phát triển, thúc đẩy phát triển hệ thống các tổ chức đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế và các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập trong giai đoạn mới, phát triển các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và củng cố tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất của phòng. Trong chương trình tập huấn phát triển kỹ năng xúc tiến thương mại tổng hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hội nghị tập trung giới thiệu về phương pháp xúc tiến thương mại tổng hợp gồm bán hàng trực tiếp, khuyến mãi, quảng cáo, cũng như phát triển các kỹ năng đàm phán thương mại, phương pháp kết hợp tổng lực các hoạt động khuyến mãi, quảng cáo và quan hệ công chúng để bán hàng đạt hiệu quả cao, tăng thêm uy tín của doanh nghiệp. Hội nghị còn tiếp tục làm việc đến hết ngày 4 tháng 4 năm 2003. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác thi hành án dân sự. Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tập trung phân tích những việc đã làm và chưa làm được trong thời gian qua để rút kinh nghiệm trong việc thực thi các vụ án dân sự. Đơn cử như ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chiếm 50% tổng số án dân sự trong cả nước. Nhờ có một số giải pháp tích cực nên công tác thi hành án dân sự ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiến bộ. Tổng số vụ việc phải thi hành là 78.200 vụ, chiếm 50% số việc phải thi hành của cả nước. Tổng số tiền phải thu hơn 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác thi hành án dân sự ở thành phố vẫn còn nhiều bất cập, do nơi có số lượng việc thi hành án chiếm tỷ lệ cao so với cả nước. Trong khi đó, lực lượng thi hành án lại ít người, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của cơ quan thi hành án còn rất khó khăn. Đây cũng là những khó khăn chung mà hội nghị sẽ tập trung bàn thảo tìm hướng giải quyết. Sau hơn 4 tháng nắng hạn gay gắt, hiện nay các sông suối ao hồ của tỉnh Gia Lai đang dần cạn kiệt, gây khô hạn cho gần 3.000 hectare cây trồng, trong đó có gần 500 hectare bị mất trắng, chủ yếu là lúa và ngô lai. Các huyện Krông-pa, Chư Tông, Đắk Đoa, thành phố Pleiku có từ 150 đến 800 hectare bị hạn nặng nhất. Theo dự báo tại các tỉnh Tây Nguyên, thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài khoảng 15 ngày nữa, như vậy đồng nghĩa với việc diện tích các loại cây trồng bị khô hạn và mất trắng sẽ tăng cao. Để giảm thiểu thiệt hại cho bà con, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa nhân lực tại chỗ, tập trung nạo vét ao hồ, đập và hệ thống kênh mương khơi thêm dòng chảy, hỗ trợ tiền xăng dầu cho nông dân sử dụng máy bơm ở những nơi cần nguồn nước có thể tận dụng bơm tưới cho cây trồng. Hiện nay hơn 13.000 hectare lúa nằm trong vùng tưới của các công trình thủy lợi kiên cố đều đảm bảo được nguồn nước tưới, chưa có diện tích nào bị khô hạn. Riêng 15 hồ chứa và đập dâng do công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý đều đã đóng cống để tích nước phòng hạn kéo dài đến cuối vụ. Tỉnh cũng đã có kế hoạch hỗ trợ 40 tấn giống lúa, ngô, rừng giúp bà con những vùng có diện tích bị mất trắng để kịp gieo trồng lại khi có mưa. Trước tình hình hạn hán xảy ra liên tục hàng năm, công tác thủy lợi đang được tỉnh Đắk Lắk đặt lên hàng đầu. Với tinh thần đó, nhiều địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai xây dựng các công trình thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu về nước tưới cho cây trồng. Phóng sự được thực hiện tại huyện Eak. Đây là một trong số các công trình thủy lợi của huyện Eak tỉnh Đắk Lắk đang thi công. Đó là hồ chứa nước Eak nằm trên địa bàn xã Eak. Được thi công xây dựng từ tháng 11 năm ngoái với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng, công trình sẽ tưới cho 100 hectare lúa nước hai vụ. Đến nay một nửa hồ đã được hoàn thành, nước đang dâng lên trong hồ. Chẳng bao lâu nữa vùng lúa bên cạnh sẽ được cung cấp nước đầy đủ. Nói chung là cái quy trình nó chưa thì hạn, rất hạn mà hầu như bà con có làm mà làm vừa được không. Năm nay nhà nước quan tâm, đảng và chính phủ quan tâm bằng cái đợt này thì
thì chắc chắn là tới đây cái trình khu dưới này với lại khu bên nào thì nói chung là cũng được được mùa và chắc chắn không hạn như mấy năm trước. So với các năm trước, năm nay huyện Nha Ca triển khai sớm việc xây dựng các công trình thủy lợi. Hiện nay tất cả 9 hồ đập Trạm Bơm đều đang được thi công đúng tiến độ. Một số công trình đã được khởi công từ đầu tháng 1 năm nay như đập thủy lợi Lô Ô ở xã Cư Đông, đập 16 ở xã Gia Phan, làm mới 2 trạm bơm xã Gia Cô và Gia Cơ Mút. Dự tính đến cuối năm nay các công trình đều sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, kịp phục vụ tưới cho gần 500 hectare lúa nước trong vụ đông xuân năm tới. Mỗi năm ấy thì trên cái cánh đồng lúa nước của trên địa bàn huyện ấy thì chỉ đáp ứng khoảng 40%. Nếu mà chúng ta giải quyết được cái đập hiện nay ấy, sang năm 2023 này thì đảm bảo được cái nước tưới cho đồng bào cũng những trạm bơm ấy thì sẽ giải quyết được khoảng 60% cái cánh đồng lúa nước. Và năm 2024 thì chúng tôi quyết tâm giải quyết tiếp một số đập để mà có thể giải quyết trên cái những cánh đồng bị hạn, đảm bảo được nước tưới thì đáp ứng khoảng 80% diện tích cháy trên địa bàn khu vực. Không riêng ở huyện Nha Ca mà việc xây dựng các công trình thủy lợi trong tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai tích cực. Tuy nhiên, ngành thủy lợi Đắk Lắk hiện đang gặp phải khó khăn về vốn. Do đó, việc xây dựng các công trình này không chỉ chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách mà cần có sự phát huy nội lực của nhân dân địa phương cả về công sức lẫn kinh phí. Phú Yên là một trong năm tỉnh miền Trung triển khai dự án rừng phòng hộ đầu nguồn bằng vốn chính phủ vay của nước ngoài. Trong đợt một của dự án này sẽ có 5 tỷ đồng được đầu tư để trồng mới 1.800 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 1.240 ha, làm mới 17 km đường rừng và xây dựng một số vườn ươm. Dự án ở tỉnh Phú Yên tập trung cho những rừng phòng hộ đầu nguồn có tính sung yếu, có vai trò điều tiết nước cho các hồ chứa, các con sông quan trọng ở tỉnh này. Hiện nay, song song với việc quy hoạch rừng trồng, các ban quản lý rừng phòng hộ nằm trong vùng dự án ở tỉnh Phú Yên đã xúc tiến ký hợp đồng với các đơn vị gieo ươm chuẩn bị 1,3 triệu cây con, cây non trồng rừng. Kỷ niệm 350 năm ngày thành lập tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã khai trương tờ báo Khánh Hòa Internet nhằm truyền tải nhanh chóng và kịp thời những thông tin thời sự đến bạn đọc gần xa, đồng thời để bạn đọc hiểu rõ hơn về con người và xứ Cẩm Hương vốn giàu tiềm năng kinh tế và vẻ đẹp thiên nhiên này. Đây là tờ báo điện tử đầu tiên của các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, tổng công ty Bưu chính Viễn thông thiết lập cài đặt. Hiện nay báo Khánh Hòa điện tử có hơn 20 chuyên mục như tin tức và sự kiện, kinh tế và du lịch, văn hóa và thể thao, đối thoại và diễn đàn, chuyên mục dành cho các nhà đầu tư, Khánh Hòa, khoa báo chí, vân vân. Tới đây báo Khánh Hòa điện tử sẽ có thêm một số chuyên mục mới nhằm cập nhật và đăng tải đầy đủ các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao, các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí tới bạn đọc gần xa. Sự ra đời của báo Khánh Hòa điện tử đúng ngày kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm và 28 năm giải phóng Nha Trang Khánh Hòa là một việc làm có ý nghĩa chính trị lớn đối với đảng bộ và nhân dân địa phương, là chiếc cầu nối giữa Khánh Hòa với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và 30 năm ngày thành lập Quân đoàn 4, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Quân đoàn 4 tổ chức triển lãm với chủ đề Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc và truyền thống quân đoàn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với hơn 250 tư liệu hình ảnh hiện vật, triển lãm đã giới thiệu khái quát một thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng, đặc biệt là tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân đoàn 4. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cùng với cả nước, tuổi trẻ Quân đoàn 4 đã vượt qua bao gian nan thử thách, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của đất nước. Đâu đâu, trên mảnh đất cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng in dấu ấn chiến công của quân đoàn, và cũng từ đó, Quân đoàn 4 được mang tên Binh đoàn Cửu Long. Những hình ảnh tư liệu được trưng bày tại triển lãm mang ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ trong quân đoàn, giúp người xem nhận thức sâu sắc về lòng dũng cảm, mưu trí sáng tạo, sự hy sinh quên mình của các thế hệ thanh niên đi trước.